Phật hiện toàn thân.
Phật Bồ Tát Tiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni. Nam Mô Hắc Giả Đá Và Đá Và Giả Và Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đê Thân Nam Giả Đà Văn Đà Bồ Đề Đà La Ma Ha Lô Ni Ca Đà Ấn Đán Đàn Đà Bàn Đề Sô Đát Đà Đá Và Nam Mô Tất Kiên Lật Đại Mông A Di Đà Bà Lô Kiên Đê Mô Đại
Thank you.
xuân tán thì con thành Phật. Chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào thâm tâm bồi ước nguyện sanh về cõi con cho đến mười niệm, nếu không được vãng sanh về không thành chánh ra ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch vì vãng sanh ra nguyện mười niệm tất vãng sanh thì con thành Phật. Chúng sinh khắp mười phương nghe cầu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh thành sáu ba la mật hiền cố không lùi, lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghĩ đến con ngày đêm công dân đến khi mạng sống con cùng thánh chung bồ tát liền đến tiếp con. Khoảng cách sanh về cõi nước con được vẫn thôi chuyển, nếu không được như nguyện thì không thành chánh ra nguyện nghe danh pháp tâm nguyện lâm chung tiếp dẫn thì con thành Phật. Chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con phát tâm bồ đề kiên cố không thối lùi, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều đồng loại ý. Nếu có ác nghiệp đời trước nào nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm các điều lành, lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con mạng chung không lạc vào ba đường a nguyện sanh về nước con. Nếu không được như vậy thì không thành chánh ra nguyện sám hối được vãng sanh thì con thành Phật. Nước con không có phụ nữ, nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thành tịnh tin tưởng quan tâm bồ đề chán ghét nữ thần mạng chung liền hóa thần nam tử sanh về nước con. Các loại chúng sinh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác nguyện trong nước không có người nữ, nguyện nhàm chán thần nữ chuyển thần nam nguyện liên hoa hóa sanh thì con thành Phật. Chúng sinh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý các căn đầy đủ được tu tu thắng phạm hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh ra nguyện thiên nhân lễ kính nguyện nghe danh hiệu được phước nguyện tu tu thắng hạnh thì con thành Phật. Nước con không có tên ba đường án, chúng sanh sanh vào nước con đều nhẫn tâm trụ vào chánh định không còn nhiệt não tâm được mát mẻ hưởng thọ an lạc như thì kheo đậu tận. Nếu còn khởi niệm tâm tham đắm tâm sâu thì không thành chánh ra nguyện nước không có tên bất thiện nguyện trụ chánh định độ nguyện vui như từ cao vẫn sạch các lầu nguyện không tham chấp thần khi con thành Phật. Chúng sanh sanh vào nước con được vô lượng thân lành thân thể vững chắc như kim cang bất hoại thân mình đều có hào quang chiếu sáng thành tiểu hết thảy trí tuệ biện tài không cùng đoạn rộng nói tham pháp bi yêu giải kinh thuyết phan tiên như chuồng vàng. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác
nguyện được là la diên ân, nguyện quang minh trí huệ biện tài, nguyện theo nói pháp nhiều thì còn thành vật, chúng sanh sanh vào nước còn quyết chẳng đến đập đất sanh bổ xứ trừ tìm rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình quyến phát tin thần tu hạnh bồ tát thành nguyện phổ hiền tùy sanh vào thế giới các hàng lề ác thù duyên pháp nghề pháp tại hiện tần tông người ý tu thật tẩy đều viên mãn, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện nhất sanh bổ sư nguyện giáo hoa tùy ý thì con thành vận, chúng sanh sanh vào nước còn, nếu muốn ăn uống y phục các đồ cần dùng tùy ý liền đến nơi tiểu niệm tâm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện y thuận tự đến nguyện niệm thọ cúng thì con thành Phật, vạn vật trong cõi nước còn đều sáng niệm thanh tịnh sáng soi hình sáng thù thắng kỳ diệu không thể tả xiết. Dù có tiền nhẫn cũng không thể diễn tả em về đẹp về hình sắc hình tướng lộng lẫy và số lượng chúng sinh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện trang nghiêm vô thật thì con thành vật vô lượng thay cảnh trong cõi nước còn cao trăm ngàn do con cây đàm đạo tràng cao 400 vạn dặm tăng bằng bồ tát trung phẩm cũng có thể biết rõ. Nếu muốn thấy các cõi thành tình trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây báu cũng được thấy rõ bản tượng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện có vô lượng cây sắc báu, nguyện cây hiện cõi Phật thì còn thành vật cõi nước rộng rãi nghiêm tịnh sáng chói như gương. Chiếu khắp vô lượng vô số vẫn cả từ nghỉ thế giới từ vật thăm mười phương chúng thành thấy rồi sanh tâm hi hữu. Nếu không được như vậy thế không thành chánh giác. Nguyện chiếu xuất mười phương thì còn thành vật cùng tồn dưới đất trên đến hư không tất cả vạn vật cung điện lầu các ao nước hoa cây vân vân. Trong nước đều do vô lượng bảo hương nghiệp thành hương thơm xâm khắp mười phương thế giới chúng sinh người đều được tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện hương báu sông cam kỳ còn thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương cõi Phật nghe danh con rồi đều được thanh tịnh giải thoát. Cổ đẳng tham muội các môn tổng chỉ vào tam ba địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong định dường cũng dường vô lượng vô biên sư Phật vẫn không mất định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Nguyện phổ thẳng tam muội nguyện trong định cúng Phật thì còn thành vật thắng bằng đồ tát ở thế giới các mẹ danh con rồi chứng lì sanh pháp được các bồn đà la ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thể tướng bình đẳng tu bồ tát hạnh đầy đủ trí đức mà không chứng được ba nhẫn đời phật pháp mà không chứng được bằng bốn đôi chuyển thể không thành chánh giác. Nguyện được môn tẩm trì nguyện nghe danh đặng pháp nhẫn nguyện hiện chứng quả bất thôi chuyển ma ha bát nhã ba la mật ba.
tâm kinh. Quán tự tại Bồ Tát cầu, quán tự tại Bồ Tát tu tâm bồ quải đại đại minh thần chú diệt sơ tai ngũ ẩn công văn thể chú xa giới ẩn công văn thể chú xa giới ngũ ẩn văn thể chú xa giới có về ca thể ba ra ca thể ba ra dân ca thể bồn si ba các cường linh ý tổ tam bộc cường linh thất tổ kiều huyền bách gia tam họ họ nguyễn khang họ nguyễn văn họ nguyễn như họ nguyễn họ bùi họ phạm họ trường họ vũ họ hoàng họ chu họ trần họ tấn họ đặng doãn họ đoàn họ đình họ lê họ hà họ cao họ kiều cẩm họ đăng họ đỗ họ trừ họ phùng bách gia tam họ tiền chủ hậu chủ tầm nhị loại cô hồn ma quỷ hà sa bằng vẫn nơi đây các hương linh y thủ thảo mộc xếp màn này ngắn chỉnh tề nam mô cầu sám môi từ phụ a di đà phật tế tôn nguyện phóng sinh tây phương cực lạc quốc phóng sinh tịnh độ nam mô di đà phật Adi Rabana 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 Adi Rabana
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán 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 Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tám Phổ Hiền Nhân Giả Lễ Kính Sư Phật, Nhị Giả Xưng Đán Như Lai, Tam Giả Quảng Thu Cúng Giảng, Tứ Giả Sám Hối Nghiệp Chướng, Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức, Lục Giả Tỉnh Chuyển Pháp Lần, Tất Giả Tỉnh Phật Trụ Thế, Bát Giả Thường Tùy Phật Học, Kiểu Giả Bằng Phật Chúng Sinh, Đầm Giả Khổ Lai Hồi Hướng. Đệ tử con Phật tử, thành dùng Phật tử tùy dân Phật lòng vì mạng thế giới Phật là Phật A Di Đà xin em mến định thời chứa sân con lùng nhận tử vì mạng nhất là con. Này con chánh niệm sân niệm Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ sơ Phật Phật tệ nếu chúng sinh là muốn về nước ta hết lòng tin nơi sân ngành người ta cho đến mười niệm như không độ sanh ta không niệm vẫn hay không niệm nhân nhân duyên niệm Phật. Đệ của Đức Như Lai nhờ sức tự tôn nêu từ phát tội thêm lớn tăng ngàn con người lâm xuân đến ngày rồi rất tâm tâm bằng cầu tâm 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 đến ý không nên đạo như là đền đền bạc cùng thánh chúng nha. Tay vân đại bàn đến giết dẫn con trong quả sát na con về thành lạc hoa nở thấy bằng được nghe bật tờ tỏ tâm bật về tổ pháp chúng sinh mãn bồ đề nên xin mang công đức trì tụng này rồi hướng bốn năm đạo ba cõi đệ tử chúng sinh đến thì hết một báo tâm này tất cả đồng thanh cõi cực lạc kể từ chỉ giữ mẹ lân giờ là nếp bổn phận lân nước làm bà lì nước làm thành đường làm các tháng hoàng hoàng các tiền tiêu nước nước mặt ăn tay làm bà đồ những quán thành thế giới còn bà lùng này là còn lại người ấy và bà tử hành giả ấy nên làm như thế ấy còn nước bồ làm nhận bật mấy hầm tiêu lúc để hầm kẻ thành trái tự chuyển thần thân là người chờ thành ngã tám để thân tài tám làm thì chết sắp biến tận được cả từ còn thường tạc tiền gần bán sinh mũi kề nếp hai tử thay nhau quấn quy ấn tử mình chẳng về về liền được sói thằng về cố toàn để hãy tự vâng đóng cửa tổng kết hai sát nghĩ thằng này sắp chết trên tu tâm tình nghiệp chẳng thay đạo nghiệp chưa thành hồi hướng tụng kinh niệm phật đại phật công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước tài hồi hướng bổ nguyện tham rơi trừ chúng sinh ông vãng cổ lượng tăng phật thán nguyện tiêu tai chứng từ miền não nguyện chi về trần mình liễu bổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ thế thế thường hành đồ tán đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung kiểu phẩm liên hoa vi phụ mẫu và khai kiến phật vô sanh bất tái bồ tát vì bạn nữ nguyện dĩ tử công đơ bổ từ nhân thế ân hạ đẳng giữ sung sinh đại cộng thành phật đạo nam mô tát.
A di đà Phật. A di